Đi ra, đi ra, đi ra, nó ngã vô tụi bay giờ. Rồi hai cái lẩu liên tục luôn hai ngày. Mười tốn riêu đâu? Mười tốn riêu hả? Chị có thích ăn không riêu đâu? Rau lên. Ủa gì là lẽ có phải bị thanh nữa mà. À. Chào cả nhà. Mít chuối nó chín rồi phải không anh? Chín rồi. Mình nặn nguyên cây luôn, vuông luôn. Rồi chào cả nhà nha. Bây giờ là buổi chiều rồi. Là Huy nhà Huy chuẩn bị là chặt cái cây chuối này xuống. Lấy cái bỏ cái cây này luôn, lấy cái nải thôi. Để lấy cái chuối này để chuẩn bị làm cái món ăn để cho chị Nan ăn. Còn tối nay là sẽ bồi dưỡng cho mẹ Mai, sẽ bồi dưỡng cho mẹ bầu Thái Lan nữa. Nó bên kia nó ngã rồi. Đi ra, đi ra, đi ra, nó ngã vô tụi bay giờ. Đây kìa, chú lão rồi. Chào chừng nha mẹ. Đây, cưa cho. Để gì? Đây. Sao ngã? Mẹ cưa nó. Kia là ngã rồi. Từ từ xuống. Ừ, đây chặt luôn. Rồi, lấy cái dao chặt luôn. Rồi, để đi. Chặt luôn. Quầy luôn. Từ 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 từ. Chặt luôn. Rồi. Rồi. Đi tay ra. Rồi. Vớt luôn hả? Cầm cầm cái quầy á. Cầm ơi. Con cầm á. Lên như đó. Rồi. Đây. Hai trái chuối chín. Chín rồi phải. Rồi thả ra đây mẹ. Ba trái chín, chín cây nè, ngon. Chín cây nè. Ở đây á tại vì mùa hạn nè. Tôi giống ổ chim cái gì, không phải. Nó thiếu nước á, thành ra cái trái nó nhỏ lắm, ngoài sau bự hung lắm, bự mãi kìa. Gió quá trời cạn. Mùa này con người còn khô. Rồi vậy thôi, cái này cắt lại chừng nào chín rồi bắt đầu làm cái món gì đó cho chị Nan ăn. Cứ làm vừa. Cái này nó chậm chồ hoài á. Rồi cả nhà ơi, bây giờ là ban đêm rồi. Hả? Nay là mẹ làm món gì đây? Là món là lẩu. Lẩu nữa, hai cái lẩu. Wow. Lẩu bò. Hai cái lẩu liên tục luôn hai ngày. Ủa ít nước gì mẹ? Ăn mẹ để nước nhiều nước quá. Nhiều mới ngon nha. Ít nước không đủ ăn luôn. Mồi thêm nước để vô. Mẹ bỏ mấy này ra. Tại vì nè, mẹ mấy cái này nó ngon lắm nè. Mấy cái này nó ngon. Cái này mẹ mời con dữ lắm con mới ăn nghe chứ không phải con ấy đâu nha. Rồi má ăn này lực tối đa lực đã luôn nè. Nó nước kia ra mẹ mình lấy nào rồi. Trời ơi, anh xác định luôn mấy anh ơi. Xác định này tới gì vậy? Ủa, cái ăn tốt không đó? Em ơi là em đã sai chi em. Làm gì? Hồi với ăn hộp mít này chị tối chị địch. Ai hửi? Còn ai hửi nữa? Ai hửi ngoài tao? Chị không biết ai định ai hửi đâu. Chị định là ai hửi đầu tiên kìa. Ăn chút xíu rồi chơi. Không biết là ai địch ai hửi đâu nha. Đi vô phòng. Phòng cửa lên. Đóng cửa hơi một mình. Mẹ tự nhiên mẹ đem này nha chi mẹ. Trời ơi, vậy chứ người ta hổng về người ta lột, người ta để, người ta dành đó, tao muốn nó cho nó để đó mà không. Con không muốn đại khai sát giới đâu nha. Ăn cái này là hồi nửa tiếng sau là đại khai sát giới đó. Hấp chứ nước gì ăn mà hết nước. Nước nhiều hả? Ừ. Có mồm nó ngon đó, lửa nó canh đó hả? Giờ bây giờ mình bỏ mồi gai vô. Ừ. Cho nó hạ lửa nè. Giống ăn lẩu bò á, à, ăn bún bò ha. Ừ. Cái này phải có bún bò nó ăn nói gì nữa. Này ăn xong cái để nước dư á, để sáng ăn bún bò được nè. Bỏ ra vô con. Bỏ luôn hả? Ừ, bỏ vô. Em đổ nguyên thao vô cho anh. Cầm thao đổ vô cho anh.
Vinh đang có bảo thì có làm cái gì? Sao? Làm gì đâu, bỏ rau vô thôi. Ủa, mới nhiều quá. Nửa đây nó teo. Mà nó teo lại chút xíu à. Teo, bỏ chút chút. Một gai gì khác bỏ vô. Hai cái lẩu liên tiếp hai ngày. Ăn hai ngày không? Hai ngày mua. Mười tốn riêu đâu? Mười tốn riêu hả? Chị có thích ăn riêu đâu? Chị đổi rồi. Chị đổi rồi vậy? Là bắt nó, bắt ok dắt phải ăn mười tốn riêu không? Ngày mai á, sáng sớm hẹn gặp. Chớ tại content á, content á, content mười tốn riêu nữa rồi. Ngày mười tốn riêu. Xong rồi đó. Ăn xong bỏ thì dỗ luôn. Em đi ra nhà. Đây là cái ngày thứ hai rồi, ngày mai vẫn cho ăn một cái lẩu nữa, là cái lẩu bò. Bồi dưỡng cho cả nhà. Mai yêu cầu lẩu dê. Yêu cầu lẩu dê. Thôi bây giờ cả nhà mình cùng ăn đi. Thôi mời cả nhà ăn với gia đình. Vậy mình nếu ăn. Mà không mời thì mì nó sẽ nhão hết. Rồi mời cả nhà nha, thịnh thức nha. Lớn 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 chứ, lớn lớn. Ăn bây giờ là cái gì đó, rau teo hết rồi. Ờ không ăn bây giờ là rau teo hết rồi. Còn anh không ăn bây giờ là mì anh teo hết rồi nè. Mì teo rồi mà. Mì sao để ram cho nó. Mì không, cái này của con. Dạ con đang ram mà. Củ này chừng nào nó chín nè. Chừng nào nó chín. Chưa đâu. Chừng nào thử thôi. Con đang hỏi vậy chừng nào nó chín. Nè nó muốn chín. Nè nó chín rồi mà nó chưa được mềm. Chưa được mềm thôi, chín rồi. Quý anh, cảm ơn. Quá tiêu ha. Em lấy nước không? Dạ ăn con ha. Mà cái gà đi, để cái nhà chờ đợi. Rồi. Chờ nhà chờ đợi con à. Rồi. Rồi. Mời cả nhà ăn lẩu bò nha. Mời sức cho ăn. Thôi lộng cộng nha, lộng cộng nha. Ủa sao không ai múc thịt tinh ăn chơi gì ăn ấy không vậy? Tại anh thịt không nổi lên đó. Nổi chứ. Không phải, cũng cố gắng kiếm thịt lắm mà không thấy cục nào chứ. Nhiều lắm. Thế còn là bỏ cái bò này đáng lẽ em mua được cái bò dừa viên bỏ vô á. Không, tại mình không ăn bò dừa viên. Bò dừa viên nó có... Nè Nam gấp cái cách nặng cho Nam đi. Ngon nè. Đó Nam nè. Nè con, cái này ngon nè Nam. Ngon nha, mì gói ăn này ngon nha. Ngon á. Lẩu con ta. Đó là con gì vậy? Bò. Rau lên. Đó, miếng bò. Ủa vậy là có hai loại rau hả mẹ? Rồi, có gan nha, chấm mắm rồi. Tại nhà mình thích ăn rau một cây. Nè, cả nhà nha. Có lẽ có thể bẹ xanh nữa mà không ăn. Gan. Ngon quá. Ngon lắm. Cái gì đây? Gan. Gan đó. Rồi mời cả nhà ăn miếng gan này nha. Đây. Rồi, mời cả nhà. Rồi ơi, đúng bài luôn. Làm hết nhai, rồi. Nhai cùng rồi tới bàn được luôn à, lấy ăn. À, không ăn nữa, ngay cùng rồi đủ rồi. Đâu có, cha mẹ ăn mềm xèo kìa. Không giỡn. Yeah. Không có miếng hiếu hài hước như trời. Nè, cái này nè, cũng găng nữa nè. Nè, găng nè. Nè, ăn con. Vợ con, vợ con không ăn, ăn tự gấp à. Ủa gì? Được con hả? Ừ. Con không có sáu sáu nha. Ừ. Con không có cắt ra cho mẹ. Ăn nào? Ăn nào? Không. Không ăn rau hả? Ăn rau hả? Ăn rau, ăn rau củ gì đó. Rồi. Ăn rau bỏ rau vô. Nói chung là cái gì mà miễn phí là cũng ngon vậy á. Không phải gì ngon nữa. No cái bụng nhưng mà cái tiệc chưa có mắt tiêu. Đúng rồi, no cái bụng mà cái tiệc mắt tiêu đúng không em? Đúng. Ai mời thì mình ăn rồi đúng không? Salo can của hai vợ chồng. Slogan sao? Slogan sao? Phong cách. Phong cách à? Ừ, phong cách, phong cách của hai vợ chồng này ăn cho no cái bụng là không có tốn tiền. Không có tiền vẫn còn ở cái túi. Người ta gọi là ăn giật đó. Giật đó. Nó ăn giật cái nó gọn. Ăn giật đi, nó ăn giật đi. Hiểu. Ăn giật cho dễ hiểu. Hiểu không? Em nói đi. Hiểu em, mà. Em thích ăn giật. Khán giả hiểu ý chị rồi đó. Em thích ăn giật. Chồng yêu của em là thích ăn giật. Không còn, phải em đâu. Còn em thích ăn cá. Em phải ăn cá nha. Vậy cái gì không hiểu cái nhẹ đâu. Cái lẩu này nếu mà làm ước tính ra là nhiêu tiền Việt mà bây giờ là nấu nó lợi hơn, nó ngon hơn, nó nhiều hơn. Khoảng nhiêu, khoảng nhiêu? Sợ 350 nè. 350 hả? 350 này ngoài tiệm, ngoài tiệm hơi bị mắc luôn á. Ngoài tiệm bán 600 đầy đủ vô cũng 600. Ở ngoài tiệm là đâu có bò nhiều cả nhà. Ở đây mấy bò nhiều. 350 làm gì mua được cái lẩu bò vậy? Nó nhiều lắm. Gấp đôi. Bò nhiều lắm cả nhà. Đây nè, bò nè, bò không nè. Đó mà. Bò bổ lên thời gian còn ở Thái Lan này, ở Việt Nam này cho mẹ mang bò bổ mấy năm. Hiện tại em bao nhiêu ký rồi? Con
sợ mấy? Sợ 4 không? Bữa là ở giờ ở Thái Lan là căn 62 rồi đó. Mà cứ ngày nào cũng ăn lẩu chỗ này thì 64, 65 nhanh lắm. Ăn cho nó khỏe. Bữa sau mẹ định lẩu gì thì mẹ nói luôn đi, cho chuẩn bị tinh thần. Ê không được. Lẩu cá hồi đi. Không, cho chị Lan biết được. Chị Lan không thể biết được. Ừ. Chị Lan biết là chị Lan không ăn được nha cả nhà. Quay lại. Em mua bỏ dao luôn. Em ăn hả? Không mua mà. Thôi ăn rồi, mai mua. Dao rồi. Cởi teo rồi. Ủa, nói bà bổ cho mẹ bầu mà. Sao mẹ bầu ăn rau còn mình ăn bò? Cái gì hay mẹ không ăn không thích con bò. Ở nhà không? Ở nhà. Mà... ăn no à? Không muốn ăn. Cái thành. Con với con với mấy nàng đang muốn đi kiếm chỗ bán bánh tráng nướng rồi. Giờ sao phải rồi? Đang đi kiếm mà. Có chưa? Chưa. Còn nhà ngoại con thấy không có chỗ nào để được hả? Đang đi kiếm. Một lệnh chính gì vậy? Chứ hả? Chính là trẻ tuổi của em chút chút. Chị mà ăn được rồi á. Em ba bấm cái lửa nhỏ này. Lửa nhỏ nó còn. Cái nước súp này ngon chứ mẹ? Cái súp này ngon giống ngon hơn mình là mà tiệm nhất. Giờ quan trọng là dưỡng thai cho mấy Lan khỏe mạnh, mấy Lan thích ở đâu. Mấy Lan hiện tại là thích ở Phú Quốc, không khí trong lành, yên tĩnh như vậy đó, thoải mái á, tâm trạng thoải mái. Cứ còn mình còn xài thời gian ở đây được, mình xài thời gian ở đây trước. Có lúc mình về nó có thành phố, có kẹt xe, có nhiều thứ lắm. Đúng rồi, ở đây thì đâu có kẹt xe đâu. Còn cái gì đó không có cho mình, không có bụi nhiều, mình thử ở đây trước đi, mình làm ở đây. Ở đây chứ. Mình thử. Mình thử. Oxy ở đây trước đi, đúng rồi, thôi lúc mình đi tới Thái Lan là phải vô nhiều thứ lắm. Già tôi ở thành phố nữa. Anh ngồi lên nắng không? Nóng à, nóng áo kìa. Lột áo đi. Áo khoác cho con, gió mát. Em biết ăn lẩu hả? Em đâu tắm đâu. Tắm xong nó ra mồ hôi nữa cái nhà ơi. Ăn lẩu xong mày ơi tắm. Thầy bỏ dao vô đi. Dạ con mà về Thái mà sinh nở chắc cũng kiểu như là cũng đi đứng sau này chắc có đi đứng qua đây ăn Tết cũng khó khăn á. Lúc đó tính. Nói chung là Tết Tết rồi. Nhiều lớn rồi vậy. Lớn rồi. Để coi thì để coi. Mày coi phải coi coi kinh tế nữa. Quá nhiều lần. Còn kinh tế nữa, mình gặp con kinh tế. Nếu không nhiều lần con sữa mà tiền khách khác. Giờ kinh tế cũng khó khăn, bây giờ đã có phòng. Con nít nó lên máy bay hủ mà con. Ủa mẹ. Nếu ngủ lạnh thì... Lạnh thì ở chỗ máy lạnh không mà đâu có nực đâu mà sợ. Mẹ chưa có đi lên nha. Mẹ chưa có thấy đâu. Mẹ chưa có lên với chúng mình đi. Con nó ai gì đạp Phật chứ không mẹ. Luồn luồn gặp chung với em ba. Khóc âm sầm. Khóc âm sầm. Khóc cho bà con và cũng thương ba mẹ người ta luôn mẹ. Nó làm như thế nào mình có giận người ta không có được không? Người ta con nhỏ xíu đúng không? Hết cho đi bộ mẹ. Chứ mình đi bộ đương như thế nào rồi máy bay. Vì sao bên Thái mà ở gần thành thị á, kiểu khói bụi xe cộ kiểu nó đông đúc quá, kiểu cái nhiều khi nó bị ngợp á. Ừ, đúng rồi. Ngợp nhiều thứ á. Cũng tại mình nói gì chứ đâu có gì hết. Không, nó ngọt thì nó ngọt kiểu nó ngọt cái bầu không khí tấp nập vội vã của người qua người lại kiểu xe cộ qua lại. Còn đây kiểu nó bình yên, ngày nào nó kiểu nó cũng vậy thôi. Ừ, Phú Quốc nói gì nữa. Không có. Cần với biển ở, nữa. Ở đây ở đây thì nó mới bình yên thôi. Thì đây mình núi là ra kia là biển rồi. Nhưng mà cả nhà xuống ngay chăng trung tâm thì nó giảm tấp nập thôi. Tại vì mình ở trên đây là mình ở trên núi cho nên nó vắng. Hồi xưa vắng hơn nữa, bây giờ là có trung lành hơn chút. Hồi xưa mà ác hơn nữa, giờ còn ngày xưa có người là ở lê thì nó mẹ khu này. Cái khu nhà của chỗ này gia đình Di á, khi mà tại vì nó kiểu như là ai mà hát nó sao cái là xa hát nó cái âm thanh nó vang vang dội nghe được hết luôn. Nhiều khi ngồi mình ngồi ở đây mình nói chuyện mà mấy trăm mét còn kia người ta vẫn còn nghe. Có cần quấy trên núi rồi dám mình nói cái nó gì? Vang 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 vang.
Ăn không em? Cao đi. Nó dơ nước rồi. Nhiệt không đủ nữa nha. Từ từ bỏ. Không mà cái nước này ngon, nước từ từ lên. Hấp được, hấp thêm chén là được. Ủa, cố lên gia đình chúng mình. Ăn lâu rồi quá trời. Ăn lâu kìa búa. Ăn lẩu là ăn rau, chủ yếu ăn rau mà. Đúng rồi. Giờ bỏ vô không? Làm lẩu ăn người già là mẹ là ok đó mẹ. Bây giờ mình ta mới nói là rau mình nếu đi đào hoài là đào hoài không biết người ta cứ miếng mau như tiền một. Ừ. Khay 20 ngàn. Mấy chục có mấy cộng à? Mấy bây cộng. Giờ mắc lắm, giờ mắc lắm. Cái này mẹ mua bao nhiêu? Em ba, em bỏ cái mì vô ăn em. Xí mì. Ủa con thấy hết môn rồi ta. Bà ba. Còn ai ăn mì nhiều trước là đứng lên đúng không? Đứng lên vậy còn đây nè, đứng lên vậy. Còn hai gói kìa. Tôi không thấy gì vậy. Nè môn nè. Củ cải nè, mai ăn cho nhiều củ cải trắng. Bao la. Củ cải mềm xèo à. Anh vô ăn, ăn giỏi nha. Đâu, nãy giờ ăn gì đâu giỏi. Ai mà tắm rồi ăn lẩu là chết. Đúng rồi, nè tắm với chân rồi nè. Em chưa. Em ăn thoải mái. Hồi đi tắm sao? Thật chịu, sẽ. Tắm sớm mà. Kiểu mình ăn lẩu xong mà mình ra mồ hôi vô mình nằm nó rất khó chịu lắm. Đúng rồi. Mình phải tắm lần hai. Ăn lẩu rồi đừng có cúp điện. Cúp điện. Cúp mạng. Bữa cúp điện cái nghỉ ngủ luôn ở nhà. Hết tới sáng luôn á. Kiếm mạng. Chị không biết có chị đang ngủ như thế nào, chị nóng lắm. Trời ơi, đang ngủ ngon như 12 giờ mấy 1 giờ cúp điện. Bây giờ không có tranh tròn nữa mẹ. Tháng này từng này là không có tranh tròn đúng không mẹ? Gió dơ gì không có thấy. Rau thì không, rau thì không. Chúng mình là nếu đi là hoài à. Chúng mình thường thường người ta đi ăn lẩu là hoài là người ta dậu đúng không chồng? Tôi không có thấy người ta cắt cái gì. Lúc tôi theo anh hai, chị theo anh hai ý là không ăn mồi đó, nhậu không á. Người ta nhậu thôi mà có chỉ một mình mà xúc mồ hôi. Chị ăn một mình. Thế sao người gì? Ta không ăn không dạ, anh đi theo á, chứ anh đi theo nhậu mà anh phá mồi mà. Con no quá trời mẹ, lúc con theo anh gì không say mà no không? Ta nhường cho chị ăn. Đúng không, người ta không ăn, người ta nhậu. Tại tạm ơi nói rồi. Người ta không kêu cái gì thêm đâu, thêm đá, thêm bia thôi, không có thêm ra cho chỉ. Nhưng mà như tháng mưa đó mẹ nó. Ăn đã được rồi luôn. Lạnh lạnh mới ngon. Lạnh mới ngon. Vậy mình cắt đi nằm mưa để mình ăn. Nên chúng mình mấy cái lẩu này ăn có mưa mới ngon. Đúng rồi. Tại mưa nó. Chị mưa lạnh lạnh đó. Ăn cái này. Rồi. Mẹ ở đây tháng mưa tháng 5 rồi mẹ. Tháng 7. Sắp tới rồi. Cái nấu tôi về thái rồi. Cái gì nấu lẩu cho tôi ăn nha. Dù sức bà quỷ này. Biết nấu không? Biết. Hai vợ chồng ngồi xuống ăn thôi. Lẩu này dở mà. Đấu hết nổi à. Tôi đấu hết nổi cả nhà. Tôi bỏ bột quá. Ủa bà phá bỏ cột. Lúc trước là im le là chưa có bỏ cột đâu. Im le. Bây giờ không có im le, làm thêm chén nữa coi im le. Trời. Đó. Chén nữa. Bà bao lấy ăn gì vô nhắm rồi. Ăn cái gì cũng ngon ngon. Ăn cái này nó không có chút cái này. Chút cái này không được. Nhớ tới bây giờ. Ăn cơm tắm thiếu. Mỡ hành. Mỡ hành bà bao không có được. Cơm tắm mà thấy mỡ hành không ăn. Nó ngon thiếu làm sao. Rồi cả nhà ơi, tối hôm nay thì cũng cả nhà cũng bồi dưỡng một cái lẩu bò này, cũng bồi dưỡng chung cho cả gia đình. Bây giờ cũng đã ăn xong hết trơn rồi, cạn đi rồi. Bây giờ đêm nay cũng non hơi rồi. Say sưa rồi. Rồi ai tiếp đi. Rồi vậy thôi thì cũng cuối clip rồi cả nhà ơi, cũng thôi. À, cuộc vui là cũng phải coi như là cũng có dừng lại ha, thì gia đình mà cũng đã cùng chung vui với lại cùng thưởng thức cái lẩu bò thấy không, là phải nói là lẩu bò này tối tăng luôn nha, coi như là hiện đại luôn đó. Rồi cũng làm cho con dâu bồi dưỡng, có gì ở nhà nói chung là cũng ké có không à,
Thì thôi bây giờ mình cũng xin dừng clip đây, hẹn clip tới nha cả nhà. Cũng mong cả nhà ủng hộ cho khô heo của kênh Út Huy Vlog nha. Mua khô heo cả nhà, mong cả nhà ủng hộ nha cả nhà. Rồi chào, hẹn gặp lại clip tới cả nhà ơi. Bye cả nhà.